nhân dịp đầu xuân các bạn đến thăm nhà nghệ sĩ guitar Văn Trị thì cũng chả có cái quà gì gọi là để trân tặng cho các bạn. Mình sẽ tặng các bạn một bản guitar. Đây là bài Tiếng Chảy Xin Sóc Mò Mò của Xuân Hồng, được chuyển soạn trong cây đàn guitar đã nhiều năm nay. Các bạn vừa nghe xong.